Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh qua một siêu phẩm vừa mới gác bút, siêu phẩm với tựa đề Phận gái lầu xanh. Và qua siêu phẩm này, tác giả Diễm Quỳnh sẽ đưa chúng ta trở về một không gian thập niên xưa với một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn nhưng cũng đầy những trắc trở và sóng gió ngay bây giờ thì tú quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái cởi quần áo Rồi lên giường đi Nhi không làm tiếp đâu Chỗ này vẫn còn đau lắm Đến đi còn đi không được Cậu tha cho Nhi Nhi méo máu Hai tay nắm chặt lấy giặt áo sách bợt Cô cúi gầm mặt xuống Không dám nhìn thẳng vào người đối diện Đêm qua cậu trọng đã hành hạ Nhi cả đêm Chẳng tha cho cô một phút nào Sáng sớm nay khi thức giấc Cả người cô đau ê ẩm Nhất dưới hạ thân đến đi lại cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ bác Nhi tiếp tục chuyện giống đêm qua, khác nào đang muốn bức cô đến chết. Cậu trọng ngồi trên giường, cúc áo đã cởi được một nửa, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện. Cậu trọng không phải là người có tính kiên nhẫn, lại không muốn bị từ chối. Trước sự cứng đầu của Nhi, cậu lại thêm phần tức tối. Rời khỏi giường, tiếng bước chân của cậu trọng gian lên trên nền đất lạnh lẽo. Bên tai Nhi truyền đến âm thanh, cảm nhận được điều chẳng lành Cô bớt giác lùi về phía sau. Thế nhưng Nhi lại chẳng thể nhanh bằng cầu trọng. Cổ tay nhỏ bé bị cầu nắm chặt đến đau điếng, cảm tưởng như sắp gãy ra. Như chao mày cố gỡ tay cầu ra nhưng không thành. Sức lực của một đứa con gái yếu ớt làm sao chống lại nổi một người đàn ông mạnh hơn mình đến mấy lần như thế đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của cậu dựng trên người cô tôi mua đứa ngốc như cô về đây để phục vụ tôi cô không có quyền lên tiếng câm miệng rồi làm theo nhưng mà nhi đau lắm nhi không muốn làm cậu tròn bỏ ra ngoài mặc những lời nhi nói trực tiếp kéo cô đi cậu dùng lực đẩy mạnh người cô khiến cô vô lực ngã xuống nhi nhưng lúc cậu chồng không để ý lập tức tìm cách chạy trốn nhưng tay cậu đã nhanh chóng tóm được chân cô cậu kéo cô thật mạnh về phía mình chẳng quan tâm cô sợ hãi thế nào mà trực tiếp cởi bỏ lớp quần áo dưới ánh đèn dầu mờ nhạt cơ thể non nớt của thiếu nữ tuổi trăng tròn thu gọn trong tầm mắt cậu một cách trần trụi không chút che chắn trên người như vẫn còn những vết bầm tím sưng tấy do cậu trọng để lại từ đêm qua những vết thương vẫn còn mới Lại chẳng được bôi thuốc Nên chỉ cần một cái chạm nhẹ Cũng đủ cảm nhận được Một nỗi đau đớn từ da thịt Trong mắt cậu trọng Dấu vết trên người Nhi Chính là chiến tích Nó khiến cậu thích thú càng thêm hương phấn Khỏe mùi khẽ công lên Để lộ một nụ cười Rồi cậu cúi xuống Trực tiếp hôn lên đôi môi cô Nhi nhắm chặt mắt Nước mắt rơi ra từ khóe mi chầm rãi thấm vào gối cô không dám đối diện nhưng vẫn đang cảm nhận sự lành lẽo từ tay cậu vì có muốn dùng giấy, cũng chẳng thể dùng dãy nổi giống như đêm hôm qua vẫn là mùi rượu nồng nặc vẫn là sự cưỡng ép vì phải tiếp tục chịu đựng nỗi đào thể xác thêm một đêm dài canh ba kết thúc cuộc hoang ái cậu trọng ngồi dậy với tay lấy chiếc áo bên cạnh mặc lên người Nhị ở phía sau lưng cậu Trên người toàn những vết hôn đỏ Mồ hôi trền tráng nhễ nhại Cơ thể cô bây giờ mềm nhuống Chẳng còn chút sức lực Ngoánh đầu nhìn lại Thấy cậu chuẩn bị rời đi Như nhíu mày có dùng chút sức lực còn lại Nếu giữ lấy tay cậu Cảm nhận được Một bàn tay đang nắm tay mình Cậu trọng quay đầu Chuyện gì? Cậu, cậu ở lại với Nhi Cậu trọng mỉm cười cánh môi mỏng bạc, bắt đầu nói ra những lời không đứng đắn. Sao? Khi nãy còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn tiếp tục? Lời cầu trọng vừa dứt, Nhi lập tức thu tay lại, im lặng không nói một câu. Cô khẽ lắc đầu từ chối, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện giữa cậu lại nữa. Mấy ngày nay, mỗi lần xong việc, cậu trọng đều bỏ Nhi một mình trong phòng với những vết thương. Nhi đều phải tự mình xử lý chúng, Hôm nào mệt quá Đành phải nhẫn nhịn chịu đau Vì không thể cử động nổi Dài lần như thế Nhị bắt đầu quen giận Chỉ là hôm qua Cô bỗng dừng nghe tiếng động kỳ lạ trên gác mái Dù tự giận lòng Là mấy con chuột nhắc nó gây ra Nhưng gì vẫn rất sợ hãi Cô giữ cậu lại cũng vì lý do đó Dường như trong mắt cậu trọng Như là loại con gái không đứng đắn Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chăn gối Nhưng cậu không hiểu Nhi ngốc Nên Nhi không nghĩ nhiều về mấy thứ đó Cô chỉ đơn giản Muốn có người bên cạnh Lúc đêm muộn như thế Cô sợ phải nghe những âm thanh kỳ lạ Giống như hôm qua Nhìn vào mắt cầu trọng Dù có ngốc Nhi cũng biết Bản thân mình thấp hèn không đủ tư cách Để giữ cậu hay đưa ra lời yêu cầu Cô nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng Cố gắng khiến nó bao quanh cơ thể Để không bị hở dù chỉ một chút bởi làm như thế đến khi cậu chồng đi rồi nhi vẫn có cảm giác an toàn trong chăn cậu chồng lặng lẽ quan sát từng hành động của nhi trong lòng bỗng chốc có phần lưỡng lự mọi lần cậu vẫn để nhi ở lại một mình vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn giữ cậu lại nhìn thái độ của nhi xem ra cô không phải loại con gái như cậu nghĩ nhi nằm trong chăn không dám nhúc nhích bởi cô sợ, nếu bản thân cử động dù chỉ một chút sẽ có mấy thứ không hay diễn ra. Bây giờ cũng đã muộn, đêm qua tâm giờ này nhi cũng nghe những âm thanh kỳ lạ đó, biết đâu khi cậu đi, cô lại bắt đầu cảm nhận được những chuyện bất thường. Bỗng bên tai nhi truyền đến âm thanh kẻo kẹt, đồng thời cô cũng cảm nhận được bên cạnh giường có chút luống xuống, cả người nhi run rẩy đôi tay nắm lấy chiếc chăn mỏng, hai mắt nhắm chặt, thầm cầu nguyện. Bất giác, một giọng nói trầm ấm gian lên. Cô định lấy hết chăn hay sao? Cảm giác quen thuộc, nhanh chóng trì phối toàn bộ tâm trí nhi. Giọng nói này chẳng phải xa lạ, mà là giọng của cầu trọng. Nhi dần buông lỏng cảnh giác, hiểu ý mà bỏ chiếc chăn đàn quấn quanh người, rồi kéo sang bên cậu. Gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tùy tắn, chẳng mấy chốc mà lộ diện sau tấm chân kia. Nhi mừng rỡ, chậm rãi di chuyển cơ thể đau đớn lại gần chỗ cậu. Cô chẳng suy nghĩ mà ôm chầm lấy cánh tay rắn chắc. Lặng lẽ nhìn hành động của Nhi, cậu chồng không có ý đẩy cô ra và cũng không tỏ thái độ chán ghét. Ngược lại còn điềm đạm nói. Tôi cho phép cô động vào người tôi sao? Nhi ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sắc như dao của cậu trọng. Bàn tay nhỏ, vội giả buồn khỏi tay cậu, như chủ động nằm lùi vào trong, nếp mình vào sát góc tường lạnh lẽo. Cô cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng người đối diện. Nhi biết, bản thân đã quá phận. Mấy lần Nhi nghịch ngợm, động vào đồ của cậu, cậu trọng tức giận nhốt Nhi vào trong nhà kho, rồi bỏ đói cô mấy ngày. Cậu nói Nhi thấp hèn là đứa được cậu mua từ lầu xanh nên không được tùy tiện chạm vào cậu chỉ khi cậu chủ động muốn tiếp xúc thân thể như hiểu ý cậu nên đâu dám cãi cô chỉ đơn thuần muốn có một chỗ dựa nhưng xem ra chỉ là giấc mộng hảo huyền cậu đồng ý ở lại với cô đêm nay đã là tốt lắm lúc nhi buồn tay trong lòng cậu chồng có chút tiếc nuối cậu không hiểu gì sao bản thân lại có những thứ cảm xúc kỳ lạ như thế thế nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều đối với cậu nhi chỉ là một món đồ mua vui không hơn không kém đâu cần phải bận tâm cậu chồng quay lưng về phía nhi rồi nhắm nghiền mắt cùng với hơi men vẫn còn chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ sau tờ mờ sáng nhi thức dậy như một thói quen đã hình thành từ lâu Đêm qua Nhi ngủ không sâu Đầu óc cứ tưởng tượng đến Mấy thứ dẫn dơ Nên chẳng thể ngon giấc Mặc dù có cậu ở bên Nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngừng suy nghĩ lung tung Trên người cô Ở đâu cũng thấy những dấu chết Vết bầm tím sau một đêm tình Cậu trọng đúng thật Là không biết thương hòa tiếc ngọc Dù sao cô cũng chỉ mới Bước qua tuổi 18 Cơ thể non nớt Chưa thể tiếp nhận được những kích thích quá mạnh Vậy mà cậu đâu có để tâm Quay sang bên cạnh Thấy cậu trọng vẫn đang ngủ say Như lặng lẽ lề tấm thân đau nhất Bước xuống đèn đất có phần hơi lạnh Cộng thêm đêm qua bị hành hạ Để đồi chân run rẩy đi không dẫn Vừa đặt chân xuống đất đã loạn choạng Cơ thể vô lực không có thứ chống đỡ Liền ngã nhào xuống đất Tiếng động lớn gian lên bền tai Khiến cậu trọng giật mình tỉnh giấc Đáy mắt ánh lên dài tia lửa đỏ Nhìn liếc xung quanh Rồi bắt gặp cô gái nhỏ Không mảnh giải che thân Trước mặt đang nằm ngã dưới đất Như vô tình chạm phải ánh mắt của cậu Hiểu được bản thân vừa gây ra Một chuyện lớn Khi đã phá giấc ngủ của cậu Như hoảng loạn khẩn cầu xin tha Dì xin lỗi cậu Dì không cố ý khiến cậu tỉnh giấc đâu cậu đừng đánh Nhi, Nhi xin lỗi. Vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn ngái ngủ. Cậu trọng không để tâm đến những lời Nhi nói, trực tiếp ném cho cậu một chiếc chăn mỏng. Đi cho khuất mắt tôi. Dạ. Nhi giới tay lấy chiếc chăn quấn quanh người, rồi nhanh chân rời khỏi tầm mắt cậu. Ở trong vòng thay đồ cô liên tục lắm bẩm, thầm trách. Cậu là người hung dữ, lúc nào cũng chỉ biết quát mắng Nhi thầm tệ lại còn chẳng quan tâm đến chuyện cô đau thế nào mỗi lần thấy nhi thì dùng đôi mắt sắc lạnh kia để nhìn nhi ấm ức nhưng cũng chỉ dám nói thầm một mình chứ cô nào to gan đứng trước mặt cậu thay đổi xong nhi vội vàng xuống dưới nhà làm công việc thường ngày cậu trọng mua nhi từ tay tú bà ở một lầu xanh nổi tiếng trên huyện trong một lần đi gặp quan lớn ở lầu xanh nhi không làm công việc của kỹ nữ mà làm người hầu dọn dẹp các phòng từ nhỏ đầu óc nhi không được minh mẫn lớn lên thì suy nghĩ và hành động chỉ như một đứa trẻ nên tú bà không dám để cho nhi tiếp khách sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng vậy mà chẳng hiểu thế nào nhi lại lọt vào mắt xanh của cậu trọng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã có hứng thú với nhi mặc dù tú bà nhiều lần khuyên can Cậu chọn người khác Nhưng cậu nhất quyết mua Nhi về cho bằng được Tú bà không muốn Nhưng vẫn phải chịu theo cậu Nhi theo cậu trọng Trở về phủ Rồi trở thành mợ cả của bụi gia Đám cưới của cậu trọng và Nhi Chỉ đơn thuần là những nghi lễ cần thiết Của một đám cưới thông thường Chứ chẳng cổ bàn Trầu cao hay mầm quả Cậu trọng lấy Nhi Vì muốn chọc giận mẹ mình Cậu biết mẹ rất ghét những cô gái lầu xanh Nên mới nhất quyết làm đám cưới Mạng tiếng là vợ cậu trọng Là mợ cả của bùi gia Thế nhưng nhì là bị đối xử không bằng người ăn cải ở trong phủ Vì có xuất thân từ lầu xanh Nên nhi bị bà lệ Mẹ cậu trọng ghét ra mặt Bà thường xuyên đánh đập Chửi bới cô Không những vậy mấy đứa hầu thân cận Cũng lanh chanh Gành đùa chẳng kém biết bà Lệ ghét Nhi, hơn nữa Nhi lại bị ngốc nên chúng thay nhau hành hạ Nhi, đổ hết việc lên đầu Nhi rồi còn đơm đặt dựng chuyện. Mỗi lần bị đánh bị chửi, Nhi chỉ biết khóc thôi vì chẳng có ai đứng ra để bảo vệ. Cậu trọng cũng chẳng để tâm đến Nhi, toàn phải chịu khổ một mình, âm thầm chịu đựng tất cả. Hôm nay giống như mọi khi, Nhi lại lủi thủi ra bờ sông giặt quần áo, giống dĩ đây không phải là công việc của Nhi, nhưng mà Nhi bị người hầu trong phủ chèn ép, đồn đẩy công việc, sợ bị đánh mà không dám phản kháng. Hơn nữa, mấy loại việc này Nhi sớm đã quen, từ khi còn nhỏ nên chẳng lúng túng. Khi xoắn cao tay áo, bắt đầu công việc giặt giũ, nhưng mà vừa định xuống sông lấy nước, thì một bàn tay bất ngờ cầm lấy gáo nước, thầy Nhi múc nước, đổ vào thùng nhi bất ngờ lắm ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu hai phú còn tưởng là ai tốt bụng giúp đỡ hóa ra lại là người quen cậu phú đổ hết số nước trồng gáo vào trong thùng vừa làm vừa nói để tôi giúp chị lấy nước nhé nhi cảm ơn cậu hai nhi cười tích mắt nhanh nhậu đáp lại cậu phú cô không hề có ý định ngăn cản hay từ chối bởi đột nhiên được giúp đỡ là một chuyện tốt Nhi cũng chẳng suy nghĩ nhiều Nên cứ để cậu Phú làm thôi Kể từ ngày về đây Cậu Phú là người đối tốt với Nhi Trong phụ nhất Dù không biết lý do gì sao Cậu cư xử như vậy Nhưng mà trong tâm trí Nhi Cậu Phú là một người rất tốt bụng Làm đầy thùng quần áo bằng mấy gáo nước Xong việc Cậu Phú đặt gáo xuống hỏi hàng Công việc này đâu phải của chị Sao chị lại làm chứ mấy người kia nhờ nhi làm thì nhi làm thôi bọn hầu cấm nhi không được nói sự thật rằng bọn chúng bắt ép nhi phải làm việc thay bằng từ nhờ chính vì vậy mà nhi cũng phải nói với người khác thắc mắc giống như cậu phú cậu phú sớm đã biết nhi đang nói dối cũng biết cả chuyện bọn hầu đối xử với nhi ra sao nhưng cậu lại chẳng làm được gì bởi đơn giản cậu là con vợ hai là đứa con riêng bên ngoài thân là cậu hai, thế mà chức gì lại chẳng bằng một lão làm công trong phủ, nên cậu chỉ biết âm thầm, đứng sâu để giúp đỡ Nhi. Cậu phú đột nhiên im lặng bất thường khiến Nhi hoang mang, cuộc quờ tay trước mặt cậu mấy cái ra hiệu. Cậu hai ơi, cậu có làm sao không? Cậu đang bị ốm hả? Bên tai truyền đến giọng nói khiến Phú giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man Rồi thu lại ánh mắt lờ đảnh, Cậu cười cho qua chuyện, rồi ngỏ ý bằng một lời mời. Chị dâu, hôm nay trên chợ huyện có lễ hội lớn lắm, chị có muốn đi xem với tôi không? Hội lớn sao? Thế hội có xiết không? Tất nhiên là có chứ, không chỉ có xiết tôi mà còn có rất nhiều kẹo bánh ngon. Chị đi cùng với tôi, tôi mua cho chị ăn. Nghe đến hai từ bánh kẹo, mắt nhì sáng rực lên. Cô thích nhất là được đi chơi hội, vì hội có rất nhiều thứ hay ho, lại còn có đồ ăn ngon. Bình thường nghe bọn hầu nói đi chơi, Nhi cũng ham lắm, nhưng mà không có tiền. Này được cậu Phú mời đi, đã vậy cô còn trả tiền thay Nhi, thì Nhi vui sướng, không ngần ngại mà đồng ý ngay. Vậy thì cậu cho Nhi đi lên huyện với nha, Nhi thích đi xem hội lắm, cũng thích ăn kẹo ngon nữa. Được, làm xong việc tôi dẫn chị đi nhi gật đầu lia lịa trong tâm trí không ngừng tưởng tượng đến khung cảnh náo nhiệt trên chợ huyện không những thế nhi còn háo hức mong chợ được cầm trên tay thanh kẹo nhiều màu sắc được ăn mà không cần lo lắng lấy tiền đâu ra để trả thế nhưng niềm vui ấy diễn ra chưa được bao lâu thì bị dập tắt bởi một giọng nói trầm thấp đến khó nghe chồng em vẫn còn ở đây vậy mà em dám nghĩ đến chuyện đi chơi cùng với người đàn ông khác như vì giọng nói bất ngờ kia mà giật mình quay đầu lại ánh mắt cô hiện rõ hình ảnh cầu trọng với gương mặt đầy giận dữ như nhất thời không hiểu vì sao cậu lại hay giận hay là do chuyện cô phá giấc ngủ khi sáng đôi chân của nhi tự động lùi về phía sau Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy giặt áo Đến nhầu nhỉ Sự sợ hãi của Nhi lúc này Đến người đối diện cũng có thể nhìn ra Chứ đừng nói đến người đang đứng bên cạnh Là cậu hai phú Đôi môi Nhi mấp máy Không nói nên câu Cô cứ nghĩ mãi Cúi gầm mặt xuống Bởi cô không biết Phải nói những gì Giới Nhi Sự xuất hiện của cậu trọng Đã là một nỗi sợ rất lớn Cậu phú cảm thấy bầu không khí đang dựng căng thẳng liền bật cười nói đỡ cho nhi dài câu anh à có vẻ như anh đã hiểu lầm rồi đó em chỉ muốn đưa chị dâu ra ngoài chợ huyện để mua ít đồ thôi tôi thiếu thốn đến nỗi phải để cậu hai đi mua đồ cho vợ tôi sao em không hề có ý đó chỉ là cậu phú còn chưa nói dứt câu cậu trọng đã ra hiệu dừng lại mấy lời bao biện này cậu nghe chán đây cũng không phải là lần đầu tiên bắt gặp kể từ lúc nhi về phủ cậu trọng sớm phát hiện tư ánh mắt cậu phú dành cho vợ mình không đúng đắn chỉ là cho đến tận bây giờ cậu trọng mới chính thức lên tiếng cậu trọng quay sang phía nhi đưa tay về phía trước ám hiệu lại đây hai từ đơn giản đưa cậu trọng nói ra đủ khiến cho nhi giật mình cô khẽ nâng đôi mì lén nhìn cậu rồi lại cúi đầu xuống đất bắt gặp bàn tay to lớn đang chơi dơi trong không trung nhi hiểu cậu chồng muốn gì đến chỗ cậu cái lời cậu thì sẽ bị bỏ đói nhốt vào trong kho nên nhi không nghĩ ngợi vội vàng chạy đến bên cậu cậu chồng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nhi rồi nói với cậu phú bằng giọng điệu đầy thách thức vợ tôi tôi tự lo liệu được không phiền đến cậu hai nếu nhà đã nói như thế thì em cũng không dám quá phận nhưng nếu có thể em nhất định sẽ làm lại lần nữa cậu phố cười từ tốn đáp một cách đầy kính cẩn rồi cậu quay sang nhìn nhi dán mắt chiều mến mặc cho ai kia đang tức giận đến nỗi không nói nên câu chị dâu nếu chị muốn đi chơi có thể đến phòng tìm tôi tôi sẽ dẫn chị đi khỏe mùi nhi khẽ cong lên để lộ một nụ cười thật tươi. Cô vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều, định gật đầu với cậu Phú, nhưng lại bắt gặp gương mặt đáng sợ của ai đó nên đành thôi. Kế hoạch dụ dỗ chị dâu không thành công, cậu Phú đành phải quay lưng rời đi, trong đội thất vọng. Không gian rộng lớn chỉ còn có hai người, cậu trọng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ trong tay không buông, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, nhìn theo bóng lưng cậu Phú cho đến khi chẳng còn gì ngoài phía xa. Cảm nhận được cơn đau truyền đến tay, Nhi khẽ cho mày kêu lên. Cậu trọng ơi, Nhi đau tay. Bên ta truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy than giãn. Cậu trọng thôi nhìn theo đứa em không mấy thiện cảm và đổ dồn sự chú tâm vào Nhi. Cậu trọng liếc nhìn Nhi một cái, sự ngây thơ kia thu gọn trong đáy mắt thế nhưng sự ngây thơ đó chẳng thể làm cho cơn thịnh nộ giảm xuống mà càng thêm lớn cậu găng giọng lớn tiếng quát nếu tôi không đến kịp thì chắc em nhận lời lên huyện cùng với thằng phú rồi phải không? Dạ có sao đâu cậu Nhi thích đi chơi huyện với lại Nhi vẫn làm hết chuyện nhà rồi mới đi mà Nhi không có trốn việc Nhi chỉ nghĩ đơn giản cậu chồng nổi giận vì cô đi chơi mà không hoàn thành việc nhà nhưng gì đâu có biết Cậu trọng tức tối như thế là bởi lý do khác Thế Nhi vẫn ngây ngô không hiểu Cậu trọng không kìm nén cảm xúc Mà bọc bạch điều trong lòng Tôi không muốn em đi cùng với thằng Phú Cho nên mới ngăn cản Em hiểu chưa? Sao Nhi lại không được đi cùng với cậu Phú? Tại vì... Cậu trọng ngập ngừng không nói tiếp Bởi lúc này bản thân cậu đang rơi vào thế bí bây giờ cậu mới nhận ra cậu đã thay đổi cách xương hồi với nhi từ bao giờ không hay mới sáng nay còn lạnh lùng xa cách thậm chí còn có chút gác gỏng thế mà giờ đã dịu dàng ngọt ngào ngay cả khi đang tức giận cậu trọng không hiểu tại sao lại hành xử như thế khi thấy nhi cười đùa với cậu phú rồi bắt gặp ánh mắt si tình của cậu phú dành cho nhi trong lòng cậu trọng đã xuất hiện một cảm giác rất lạ lẫm nó thôi thúc cậu phải ngăn chặn chuyện đang diễn ra trước mắt khiến cậu phải thật nhanh chóng kiểu nhì tránh xa cậu phố cảm giác này không phải bây giờ mới có mà đã hiện hữu trong lòng cậu từ rất lâu chỉ là đến tận bây giờ mới bộc phát một cách mãnh liệt như thế ngay từ đêm qua khi nhì muốn cậu ở lại bên cạnh tâm trí cậu đã lung lay thường ngày cậu sẽ chẳng để tâm mà bước đi thật nhanh một cái quay đầu cũng chẳng có Thế mà đêm qua cậu tin nguyện ở lại Còn hụt hẳn khi cô không ôm cậu nữa Có những thứ phải chờ đợi thời gian Bào mòn mới thấy được điều ẩn chứa bên trong Lúc đầu cậu trọng mua nhi Là vì mua vui Vì muốn khiến bà Lệ tức giận Nhưng biết đâu Hiện tại cậu lại không suy nghĩ như thế nữa Biết đâu cậu đang dần chấp nhận Cô vợ ngốc này của mình Đối diện với đôi mắt trong trẻo của Nhi, Cậu trọng bất giác quay sang hướng khác Như thể đang lãng tránh Bàn tay buông lỏng rồi thả tay nhì ra từ khi nào Cậu trọng không nói một lời nào cả gì cũng ngập ngừng chẳng biết sao Mỗi lần cậu trọng nổi giận Đều nhốt Nhi vào nhà kho Lần này tuy cậu có giận Nhưng mà không làm như thế với Nhi Suy nghĩ của Nhi đơn giản Cho rằng cậu trọng không còn giận dữ Cô liền nắm lấy tay cậu Kéo nhẹ mấy cái Cậu cho Nhi lên huyện với cậu Phú nha Nhi hứa sẽ làm việc hết rồi mới đi Khóe mùi Nhi khẽ công lên Nở một nụ cười thật tươi Chỉ cần Nhi hứa làm việc chăm chỉ Xong xuôi mọi chuyện Thì chắc chắn cậu trọng sẽ đồng ý Và rồi đáp lại mọi mong đợi của Nhi Là ánh mắt sắc lạnh Cùng với ngữ điệu trầm thấp Đến ruông sợ Ở nhà không đi đâu hết Nếu như em dám bước chân ra ngoài Đi cùng với thằng Phú Tôi sẽ đánh gãy chân em Nhi, Nhi hiểu rồi Nhi không đi với cậu Phú nữa Nhi không muốn gãy chân Làm cho xong việc Rồi mang trà lên phòng cho tôi Nhi không dám hò hè phản kháng gật đầu ngoan ngoãn làm theo Cậu Trọng không nói thêm lời nào Trực tiếp rời đi Nhìn theo bóng cậu dần khuất Nhi có chút thất vọng Khó khăn lắm Mới được cơ hội lên chơi huyện Thế mà cuối cùng lại đánh mắt suy cho cùng sợ với việc chui đùa trong hội chợ như sợ bị nhốt trong nhà kho hơn vì thế nhì không một câu than giảng chấp nhận số phận hẩm hiu của mình cậu trọng trở về phòng ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu với công việc sổ sách mấy con số màu đen trên nền giấy trắng mấy ngày hôm nay khiến cậu đau đầu không thôi thầy cậu đi lên tỉnh mãi chưa về nên công việc để đổ dồn cho cậu muốn bỏ cũng không thể bỏ giống dĩ công việc ở cửa hàng ngoài đồng hay trong xưởng đều được chia đều cho cậu và phú có điều bà lệ tham lam muốn cậu làm nhiều hơn để thể hiện bản thân với thầy Nghiễm nhiên cậu chồng phải gánh giác nhiều hơn bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cậu trọng ngẩng đầu lên thầm nghĩ như mang trà đến nhanh chóng đáp lại vào đi Cánh cửa mở ra Bước vào bên trong là một cô gái Nhưng không phải Nhi À bước đến gần cậu Tay dân trà miệng cười tươi như hoa Em mời cậu cả uống nước Vừa đặt chén trà xuống mặt bàn Á tiện tiền tay kéo dạt áo trễ dài Để lộ yếm đào mỏng manh bên trong Cùng với làn da trắng Cậu liếc mắt nhìn Không phải nhìn người ta Mà nhìn chén trà trước mặt Màu nước trà đục Lá trà màu vàng vẫn còn bên trong. Chưa uống mà mới nhìn qua thôi cũng đủ biết người pha trà cậu thả như thế nào. Cây viết trên tay cậu liên tục di chuyển, cậu chẳng đói hoài đến người mang trà, chỉ tập trung cho sổ sách. Người đứng cạnh đương nhiên không hài lòng với thái độ của cậu, "Á à không quan tâm thân phận mình thế nào, trực tiếp lấy cây viết ra khỏi tay cậu, rồi đặt xuống bàn, một lực kéo đủ mạnh" để cậu phải quay người sang bên hướng ả. Ả à, choàng hai tay cầu lấy cổ cậu, bày ra bộ mặt hờn dỗi trách móc. Em mang trà đến mà cậu không để ý tới em sao? Cậu. Cậu chồng cười dứt khoát đẩy ả ra. Đừng có làm cạn. Đây là nơi làm việc của tôi. Nơi làm việc thì cũng đâu có sao chứ. Bình thường cậu vẫn hay như vậy mà. Hôm nay cậu lại chê em. Huệ. Hồi... Tôi không muốn nhiều lời Ra ngoài đi Em không thích Huệ là người ở trong phủ Nhưng là đứa ở đưa cầu trọng chiều chuồng nhất Ngoài làm việc của một kẻ hầu Huệ còn trực bên cạnh giường Mỗi khi cầu trọng cần Mối quan hệ xác thịt này kéo dài được hơn 2 năm Vì nghĩ khoảng thời gian đó Đủ dài Nên Huệ không quá để tâm Lời cậu nói Mà luôn muốn làm theo ý mình Cậu trọng đuổi đi nhưng Huệ nhất quyết không rời khỏi phòng nửa bước. Á chủ động ngồi vào lòng cậu, chiếc áo bên ngoài đã trễ xuống tận quỷ tay để lộ bờ dai gầy. Huệ đưa tay, vẽ dài đường ngoệt ngoạt, thông qua lớp áo trên khu ngực rắn chắc. Dạo này cậu chả đến tìm em, có phải cậu có người mới rồi đúng không? Hay là con bé ngốc cậu mua về phủ? Ăn à, nói linh tinh. Em nói đều có bằng chứng hết, khi nãy tặng mắt nhìn thấy cậu thân mật với nó ở gần bờ sông cậu còn gì để chối vợ tôi tôi không có quyền gần gũi sao đối diện với lời chất vấn của cậu trọng huệ chỉ biết cầm nín vốn dĩ muốn trách móc cậu Dài câu để được chiều chuộng cuối cùng lại trở thành kẻ chướng mắt cậu trọng tức giận đẩy mạnh huệ ra khỏi người rồi thuần tay vũi bùi trên người nơi ả vừa ngồi xuống Lực đẩy mạnh khiến Huệ vô lực ngã xuống đất một cái đau đớn Lòng bàn tay trực tiếp da chạm với nền đất, gây ra một dịch xước dài. Ái à chao mày, đau đớn, mặc kệ bàn tay đang rỉ máu kia mà chạy đến, ôm lấy chân cậu, cầu xin. Cậu cả, em biết lỗi của mình rồi, em không dám nói năng như vậy nữa đâu, cậu tha lỗi cho em. Do em ăn nói hàm hồ, cậu đừng đuổi em đi. Huệ vừa nói vừa đánh liên tục vào mặt mình Âm thanh da gia chạm gian lên không ngừng Trong căn phòng kính Ánh mắt cậu trọng đổ dồn vào mấy trang sách trên bàn Mặc kệ cho Huệ tự đánh vào người ả Mãi cho đến khi hai má ả In hàng rõ nằm dấu ngón tay Khỏe mùi chạy xuống dòng máu đỏ Cậu mới ra hiệu dừng lại Cậu khẽ cuối người Nâng cầm ả lên ngang tầm mắt Bàn tay siết chặt cầm cho đến khi Huệ cảm nhận được cơn đau Cậu thấp giọng cảnh cáo Lần sau Đừng có đi quá giới hạn Nếu không Hình phạt còn nặng hơn hôm nay Dạ cậu em hiểu rồi Cút Huệ gật đầu lia lìa Rồi nhanh chóng rời đi Cánh cửa gỗ đóng lại Sự hoảng loạn bên gương mặt Huệ Còn chưa hết Khi chạy ra ngoài hành lang Ả à bắt gặp Nhi nhìn Huệ trong bộ dạng thảm thương, hài má in hằng năm dấu ngón tay, khỏe mùi thì bật máu, đã dậy còn chạy từ trong phòng cậu ra. Trong lòng Nhi có chút sợ hãi. Huệ bị làm sao vậy? Cậu đánh Huệ hả? Không phải chuyện của mày, coi chừng tao đó. Nhưng mà Nhi có làm gì Huệ đâu. Còn đi. Đứng tiếp chuyện với người mà đầu óc bằng một đứa trẻ khiến cho con Huệ Hội như phát điên. Á à, chửi thầm vài câu rồi bỏ đi, trong phẫn nộ uất ức. Nhi đứng lại phía sau, nhìn theo bóng dáng Huệ khuất dần mà nghiêng đầu khó hiểu, vì chẳng biết mình đã làm gì sai khiến Huệ tức giận như thế. Thế nhưng, nhớ lại mấy vết thương trên mặt Huệ, Nhi bỗng chốc run sợ. Phòng là phòng của cậu, Huệ lại chạy ra ngoài với vẻ đau đớn, chắc hẳn tâm trạng của cậu đang không vui. Nhi nghĩ nếu bây giờ bước vào Biết đâu lại chọc cậu giận Rồi bị bắt nhốt dưới kho một đêm Nhưng mà không mang trà vào Cậu sẽ không vừa ý Nghĩ ngợi một lúc Đường nào cũng bị phạt Nhi đành giấu đi nỗi sợ Mà đẩy cửa bước vào bên trong Nhìn cậu trọng bận rộn với những trang giấy trên bàn Nhi rón rén lại gần Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống khẽ nói Nhi mang trà đến cho cậu rồi đây Cậu trọng lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên kiểm tra chén trà Nhi mang đến. Nước trà xanh, lá trà bên trong cũng không vàng. Vừa hay lại hợp ý cậu. Trong khi cậu trọng vẫn còn đang vui vẻ với chén trà mới được mang đến, thì Nhi lại nhanh chóng phát hiện trên bàn có tới hai chén trà nóng. Chẳng giấu nổi sự tò mò của bản thân, Nhi liền thắc mắc. Cậu có trà rồi Sao còn bảo Nhi đem thêm làm gì Cậu đã uống hết chén trà cũ đâu Khóe mùi cậu trọng khẽ công lên Để lộ một nụ cười Đầy ẩn ý Cậu không nghĩ Nhi sẽ để tâm đến mấy chi tiết nhỏ như thế Cây bút trên tay được đặt xuống Tiếng thở dài gian lên Cùng với chất giọng trầm ấm Tôi muốn thử nhiều loại trà khác nhau Nhưng mà cậu chỉ nên uống Một loại trà mà cậu thích nhất thôi uống nhiều không tốt đâu. Tôi tìm được loại trà mình thích nhất rồi. Là loại nào ạ? À? Nhi nhanh nhẩu hỏi cầu trọng vì loại trà cầu thích nhất bởi Nhi muốn biết đó là trà gì. Sau này nếu cậu sai Nhi pha trà, Nhi sẽ nhớ mà làm theo, đến lúc đó không sợ bị mắng hay nhốt vào trong kho. Trước kia còn ở lầu xanh, Tú Ba đã từng căn dặn Nhi nếu muốn sống yên ổn thì phải ngoan ngoãn chiều theo ý của chủ bằng không kết cục sẽ sống không bằng chết từ ngày rời khỏi lầu danh nhi vẫn luôn ghi nhớ lời tú ba dặn vậy nên những thứ cậu chồng thích dù bản thân khó mà ghi nhớ nhưng nhi vẫn cố nhớ cho bằng được để không bị bỏ đói cậu chồng nhìn nhi một lượt rồi đưa tay ra hiệu hiểu ý nhi nhanh nhẹn đi lại chỗ cậu đang ngồi đó nhi vẫn nhớ Lời cậu dặn về thân phận thấp hèn của mình Nên không dám đứng quá gần Mà chỉ thỏ thẻ hỏi dạy cô Cậu có chuyện gì muốn sai bảo Nhi sao? Cậu trọng đưa tay ra phía trước Nắm lấy cổ tay Nhi Định kéo vào lòng mình Thì Nhi bất ngờ kêu lên một tiếng đào đớn Cậu ơi đừng kéo tay Nhi đau Sắc mặt cậu liền trở nên không vui Hàng lông mày rậm khẽ châu lại Tỏ vẻ khó chịu Rõ ràng lực ở tay cậu không quá mạnh Nhất định không thể làm cho Nhi đau Vậy mà cậu chỉ mới chạm nhẹ cô đã kêu lên Cậu trọng dần cảm thấy có vấn đề Liền kéo tay áo Nhi lên xem Chiếc áo được kéo lên cao Liền để lộ những vết bầm tím In hàng trên da thịt Cậu tức giọng gằn giọng hỏi Nhi Những vết bầm tím này Là do ai làm đây Dạ là ai làm là cậu đánh nhi tôi tôi đánh em sao cậu trọng sững sờ trong giây lát rồi nhìn lại mấy vết bầm tím trên tay nhi vào gần đây vì công chuyện bên ngoài nên cậu hay uống rượu mỗi lần uống rượu liền tìm đánh nhi nhưng cậu nhớ bản thân chỉ muốn tìm nơi để thỏa mãn cậu nào có đánh nhi bao giờ mà nếu có đánh thì cậu cũng sẽ nhớ sao bây giờ chẳng đồng lại gì trong ký ức Kéo tay nhi cao hơn cậu trọng càng thấy rõ những vết thương dại một số đã mờ đi một số thì vẫn còn thâm tím trong lòng dâng lên cảm giác chùa xót cùng với nỗi ân hận cậu nhẹ nhàng hỏi tôi đánh em bao giờ sao tôi không nhớ nhi hồn nhiên đáp mấy tuần trước đó ạ à, đêm muộn cậu về nhà người thì say khước xong cậu lôi nhi xuống nhà lấy roi da đánh nhi như thế này rồi cậu bảo nhi là đứa thấp hèn không được phép động vào người cậu trừ khi cậu cho phép trận roi da lần đó làm cho nhi thừa sống thiếu chết sau cái đêm kinh hoàng nhi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo phải nhờ bà vú đánh đỡ mới về được phòng mấy lời cậu nói khi ấy như dao găm đâm vào trong tim nhi nhi chịu đau cả về thể xác lẫn tinh thần bởi trước kia cô cũng bị người ta chửi đến bật khóc như hiểu ý nghĩa của lời nói Nên mỗi lần gần cậu Nhi đều về chừng cả Trong tư tưởng Nhi luôn sợ bản thân mình làm sai Rồi bị cậu nhốt dưới kho Bị đánh, bị chửi Một đau đớn Ăn sâu dạo trong tiềm thức Khó mà có thể quên đi Những ngón tay thon dài Lạnh lẽo kia Lại chậm rãi chạm vào vết thương Cậu trọng không ngờ Cậu đã bạc đãi Nhi đến như thế Chắc hẳn trận đòn roi hôm đó phải rất đau nên vết thương mới lâu lạnh đến vậy. Ban đầu cậu mua như về để mua vui là thật, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ lại có muốn làm tổn thương cô. Có lẽ cậu đã có tình cảm với Nhi. Cậu trọng kéo Nhi vào lòng mình, kéo hộp tủ bên cạnh lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng với mấy miếng bông. Nhìn hành động của cậu mà ngơ ngác Nhi bảo... Cậu làm gì thế ạ? À? Tôi bôi thuốc cho em. Dứt lời, cậu trọng đổ thuốc ra bông rồi thấm nhẹ lên vết thương trên tay. Từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng. Đã vậy cậu còn hay để ý xem sắc mặt Nhi thế nào. Nếu thấy Nhi cậu có, cậu lập tức làm nhẹ lại để cô không thấy đau. Lần đầu tiên được cậu chăm sóc, Nhi bất ngờ lắm. Bình thường sáng cậu ra cửa hàng làm việc, không nói chuyện với Nhi một câu tối đến nếu cậu không say rượu sẽ bắt nhi dọn vòng đến tận khuya còn nếu cậu mà say thì thế nào đêm hôm đó nhi cũng phải hầu hạ cậu đến không thể đi nổi hậu quả còn để lại tới tận cả hôm sau cậu trọng chú tâm bồi thuốc cho nhi nhưng cũng nhận ra một ánh mắt dõi theo không rời mỗi khi có người nhìn chăm chăm cậu lại chẳng thể tập trung nổi Bàn tay cầm bông tẩm thuốc dừng lại đôi chút rồi dòng ra sâu ôm lấy cái eo thon của Nhi mà hỏi. Mặt tôi dính gì sao? Dạ không có. Vậy tại sao em lại nhìn tôi như thế? Tại Nhi thấy cậu lạ lắm. Cậu trọng nhướng mày thắc mắc. Lạ thế nào? Bình thường mỗi lần cậu uống rượu về đều mắng Nhi. Đã vậy còn làm Nhi đau nữa. Hôm nay bỗng dưng cậu hiền ơi là hiền bôi thuốc cho Nhi nè không phải lạ thì là gì? Cậu trọng trầm tư một lúc, trước giờ cứ nghĩ cô vợ mình ngốc, không ngờ nhi ngốc, nhưng mà đến từng chi tiết nhỏ cũng phát hiện ra. Khoảng thời gian đối xử không tốt với Nhi, cậu gặp một số chuyện, bây giờ suy nghĩ đã có thay đổi nên cách hành xử cũng khác. Cậu trọng khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gión lần tóc của Nhi ra sau dành tay mấy lời cậu nói ra chính là đang biện minh cho sự thay đổi đột ngột của mình khi say rượu đầu óc không tỉnh táo nên mới không biết bản thân mình làm gì cả hành động cũng vì thế mà không thể kiểm soát sao nhi nghe người ta nói người say hay nói những lời thật lòng kia mà câu nói của nhi khiến cậu trọng cứng họng sắc mặt tối sầm lại như vừa bị ai đó chọc tức vì quá lúng túng mà nhất thời cậu không tìm được cách biện minh cho mình. Tâm trí thì muốn nói, nhưng miệng lưỡi thì cứng đờ, không phát ra nửa câu. Cậu ngập ngừng mãi, cuối cùng lại chọn cách lạng tránh. Em hiểu thế nào cũng được, chỉ cần biết, từ giờ tôi sẽ không làm cho em đau nữa. Thật không? Cậu sẽ không làm Nhi đau nữa, sao ạ? À? Phải, tôi sẽ không làm cho Nhi đau nữa. Dạ, nhi vui vẻ cười tích mặn lại mà chẳng có một chút suy si tư hay lo nghĩ người đời bảo nhi ngốc cũng chẳng sai nếu là người khác một người đang cư xử không tốt với mình bỗng nhiên lại thay đổi một cách đột ngột thì chắc chắn sẽ có sự hoài nghi còn nhi nghe cậu nói như thế thì vui mừng gật đầu tin tưởng vì trong suy nghĩ của nhi nếu cậu đối tốt với nhi thì nhi sẽ không bị bỏ đói không bị đánh hay nhốt vào trong kho vì chỉ lo mấy cái thứ đó thôi Ngoài ra thì chẳng bận tâm điều gì khác Cậu trọng không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ trong lòng Không ngờ một đứa ngốc Được cậu mua về với mục đích là mua vui Bây giờ lại khiến cho cậu thích thú như thế Cậu không hiểu gì sao bản thân Hay thay đổi đột ngột như vậy Nhưng cảm xúc là thứ không thể lường trước Cũng không thể đoán được Có thể trước kia cậu không có tình cảm với Nhi sau khoảng thời gian trùng sống Dần nảy sinh tình cảm Nên chỉ là nó diễn ra quá nhanh tôi Nhi nhìn cậu chồng không tức giận như mọi khi Cậu lại hứa sẽ không đánh Nhi Trong đầu Nhi liền nảy ra một suy nghĩ Cô quay đầu ruột rè đối mặt với cậu Đôi môi mấp máy Ngập ngừng mãi mới mở lời cầu xin Cậu ơi Cậu cho Nhi Đi lên huyện cùng với cậu hai phú có được không Sắc mặt cầu trọng lập tức tối sầm lại Ánh mắt thể hiện rõ sự không vui Bàn tay siết chặt lấy eo nhi Hằng học lên tiếng Không phải tôi đã nói với em sao Không được phép đi cùng với thằng Phú Bây giờ muốn cãi lời tôi sao Không, không phải Nhi muốn cãi Chỉ là Nhi muốn xin cậu cho Nhi đi chơi thôi Nếu cậu không thích thì thôi Cậu hứa sẽ không đánh Nhi rồi đó Phải giữ lời, Nhi không nghĩ vừa mới mở miệng cầu xin được mấy câu đã khiến cậu trọng dần lên như thế. Khi nãy bên bờ sông, Nhi tưởng cậu không vui nên mới cấm Nhi không được lên huyện cùng với cậu hai phố. Tức thì thấy cậu trọng vui, Nhi định xin cậu lần nữa, ngờ đâu lại càng làm cậu thêm tức giận hơn. Cậu trọng chướng tài mỗi khi Nhi nhắc đến cậu phú vốn dĩ đã không ưa nhau ngay từ đầu. Nay Nhi lại đòi đi riêng cùng với cậu Phú Bảo sao cậu chồng lại không nổi giận cơ chứ Thế nhưng giận thì giận Cậu vẫn phải giữ đúng lời hứa với Nhi Cố kìm nén cơn thịnh nộ Cậu hắn giọng hỏi Tại sao em lại muốn lên huyện chơi như thế Dạ tại vì lên huyện thích lắm Nhi sẽ được xem xét Rồi còn được ăn kẹo nữa Nhưng mà cậu không cho Nhi đi cùng với cậu Phú Nhất thiết phải đi cùng với cậu Phú sao? Tại cậu Phú hứa mua kẹo cho Nhi. Không đi cùng với cậu Phú, Nhi không có kẹo đâu. Hóa ra là dùng mấy trò giặt giảnh để lừa trẻ con. Cậu Phú biết Nhi ngốc, lại thích ăn kẹo nên mới dùng cách này để dụ dỗ. Bảo sao Nhi nhất quyết muốn đi cùng với cậu Phú. Cậu Trọng trầm tư suy nghĩ, trong đầu sớm đã có quyết định riêng để nhi lên huyền với cậu phú chẳng cách nào mở chân miệng mèo cậu trọng làm sao có thể yên tâm để cho nhi đi như thế đối diện ánh mắt cầu khẩn của nhi cậu trọng không nỡ từ chối nhưng cũng không đồng ý để nhi đi cùng với cậu phú cậu đưa tay xoa nhẹ gò má mềm mại nói tôi sẽ cho em đi nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên vui sướng hỏi cậu cho nhi đi thật sao phải Cho em đi Nhưng mà không phải đi cùng với cậu Phú Vậy Nhi đi với ai gì đâu có biết đường đi lên chơi huyện Em đi cùng với tôi Nghe cậu chồng nói như thế Nhi có chút lưỡng lự Nhi nghĩ đi cùng cậu Phú còn được ăn kẹo Còn đi với cậu trọng thì không chắc Sợ rằng lên chợ huyện Nhi hàm chơi làm phiền đến cậu Rồi lại khiến cậu không vui bắt gặp nét mặt dài chừng đắn đo của nhi cậu trọng nhíu mày bảo sao thế em không muốn đi cùng với tôi không phải nhi chỉ đang nghĩ một số chuyện tôi thế đi cùng với cậu có được ăn kẹo không ạ à? con tưởng chuyện gì to tác, hóa ra nhi ngần ngại vì sợ không được ăn kẹo cậu trọng bật cười xoa đầu nhi em muốn ăn bao nhiêu tôi đều mua cho em hết như vậy được chưa Dạ được như sẽ đi với cậu. Như dễ dụ thế này bảo sao, chỉ bằng dăm ba câu, cậu Phú đã thuyết phục được Nhi lên huyện cùng mình. Bản tính cậu Phú như thế, cậu trọng không rõ thì còn ai rõ, một khi cậu Phú đã để mắt đến những thứ gì thì nhất định sẽ lấy cho bằng được. Những lần trước đều là cậu trọng nhường nhịn vì không muốn thấy buồn. Có lẽ vì thế mà cậu Phú được nước làm tới, đến cả vợ của anh trai cũng không buồn tha nhi ngốc như thế nếu không để tâm thì sẽ dễ bị lừa dối trong khi cậu trọng đang rối bời bởi mấy suy nghĩ tính toán thì nhi lại thảnh thơi tưởng tượng đến lúc được lên huyện còn chưa kể mấy cái kẹo đầy màu sắc kia nhi quay sang phía cậu trọng hào hứng hỏi khi nào chúng ta lên huyện dạy cậu thế nhi muốn đi lúc nào ừm để ngày kia đi cậu Ngày kia Nhi rảnh lắm, không phải làm việc gì hết. Lúc đó cậu dẫn Nhi đi nhé. Dẫn em đi cũng được thôi, nhưng đổi lại tôi được gì? Tôi dẫn em đi chơi, mua kẹo cho em, thì em cũng phải trả tôi thứ gì chứ, đúng không? Nhi bày ra bộ mặt ủ rũ, buồn bã nói. Nhi, Nhi không có gì để trả cho cậu đâu, hay là Nhi dọn phòng giúp cậu, Nhi dọn phòng sạch lắm. Không cần dọn, Việc đó để cho bọn hầu làm Tôi nghĩ ra thứ mà em có thể trả công cho tôi rồi đó Dạ là gì vậy ạ? À? Quái mùi cầu trọng khẽ công lên Để lộ một nụ cười đầy ẩn ý Cậu đã hứa đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình Thế nhưng trên đời không ai cho không ai thứ gì cả Cậu trọng chạm nhẹ vào phím má hồng mềm mại của Nhi Chạm rãi cảm nhận được sự tiếp xúc trên làn da trắng sự cậu bất ngờ kéo người nhi gần hơn về phía mình đặt lên môi cô một nụ hôn hành động quá đột ngột khiến nhi không kịp phản ứng cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nghĩ đến cảnh tượng hàng đêm phải chịu đựng liền chống tay lên ngực cậu làm trụ dùng sức đẩy ra nhưng sức lực của nhi vốn yếu ớt căn bản không thể phản kháng cổ tay bị một tay cậu giữ chặt tay còn lại của cậu ôm lấy eo cô không buông Dì cố gắng dùng dãy mà chẳng thể thoát ra, nước mắt cứ thế lại lăn xuống. Cậu trọng mở mắt ra thì phát hiện dì đang khóc, cả người dì thu lại, đôi chai gầy khẽ ruồn lên từng đợt, dài tiếng nước phát ra từ cái miệng nhỏ. Cậu trọng dùi lao nước mắt cho nhị hoảng loạn hỏi. Em sao thế? Sao lại khóc? Nhi, nhi ghét cậu. Nhi không lên huyện với cậu nữa đâu. Cậu trọng nhất thời không hiểu bản thân đã làm sai ở đâu Mà khiến gì khóc nhiều như thế Cậu đơn thuần chỉ muốn đòi hỏi một chút quyền lợi Vì cậu làm đâu có đến mức quá đáng Nhìn như bây giờ chẳng khác nào Một người vừa bị cậu ức hiếp Tay cậu vẫn luồn phiền lào nước mắt cho cô Cậu thấp giọng dỗ dành Di Ngoan, đừng khóc nữa Nói tôi biết tôi sai ở đâu Tại sao em lại không muốn đi cùng với tôi cậu cậu làm hành động giống đêm qua Nhi đau lắm Nhi không muốn nữa đâu Nhi không đi với cậu nữa không đi sẽ không phải trả công cho cậu cậu trọng trầm tư một lúc rồi cũng hiểu được nguyên nhân vì sao nhi lại sợ đến như thế thời gian như vậy phụ sống cũng khá lâu đêm nào cậu cũng tìm đến nhi bắt ép cô phục vụ hành động khi nãy giống hệt hành động đêm qua có lẽ những gì cậu làm đã in hằng sâu trong tiềm thức của Nhi, trở thành một nỗi ám ảnh khiến cô trở nên nhạy cảm hơn. Cậu chỉ muốn hôn Nhi, không hề có ý làm chuyện đêm qua, nhưng xem ra Nhi lại không hiểu như cậu. Tiếng khóc nấc của Nhi vẫn gian lên bên tai. Cậu trọng nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng giải thích. Tôi không làm chuyện giống hôm qua, nên em đừng sợ. Cậu nói dối, Cậu mới làm khi nãy kia mà Khi nãy không giống với đêm qua Em thấy xem Từ nãy tới giờ tôi có làm em đau không Như dần bình tĩnh trở lại Xem xét mọi chuyện Quả thực sau nụ hôn khi nãy Cậu không tiếp tục cũng không làm cô đau Có điều Như vẫn còn cảm thấy run sợ trong lòng Cô luôn lo lắng Một nỗi lo vô hình Cậu trọng nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhi Mà không nhìn được cười Cậu không ngờ trong mắt Nhi Cậu lại là người đáng sợ Giống như con hổ như thế Dài sợi tóc dương trên má Nhi Được cậu trọng dán ra sau dành tay Để lộ gương mặt xinh đẹp Sau này tôi không làm em đau nữa Sẽ nhẹ nhàng với em hơn Vậy là cậu Vẫn làm chuyện giống đêm qua sao ạ à? Không Không hẳn là giống Nhi ngờ ngát Chưa hiểu thực sự lời của cậu nói Có nghĩa gì không hẳn là giống là giống hay không giống đây đầu óc nhi quay cuồng cứ mãi nghĩ đến lời cầu nói tôi vì sợ đau lắm nên phải chắc chắn mọi chuyện để nhi không phải băn khoăn về những thứ giặt giảnh, cầu trọng ngỏ lời bảo tôi không nhắc đến chuyện đêm qua nữa bây giờ em đã nghĩ lại chưa còn muốn lên chợ huyền với tôi không nhi bắt đầu rơi vào trầm tư chuyện này cô nhất định phải suy xét cẩn thận nếu lên chợ huyện cùng với cậu chồng thế nào Cũng được ăn đồ ăn ngon Không thì bỏ thì phí Có điều đồng ý đi với cậu Sẽ phải trả công cho cậu Giống như khi nãy mới nghĩ đến thôi Đã thấy sợ Nhi nửa muốn đi Nửa muốn ở lại Tâm trí cứ rối bời mãi Chẳng đưa ra được quyết định Sau một khoảng thời gian im ắng Nhi mấp mấy môi ruột rè nói Nhi vẫn muốn đi cùng với cậu như đạt được mục đích Tâm trạng cầu trọng liền trở nên vui vẻ Đưa Nhi lên trên huyện Ngoài việc để cô đi chơi Cậu còn nhiều thứ hay hò muốn làm Dụ dỗ Nhi thành công Cậu xoa đầu Nhi mấy cái rồi căng dặn Em xuống dưới nhà làm việc đi Tối lên phòng tôi Tôi chỉ cho em vài thứ cần phải mang theo khi lên huyện nhé Nhi biết rồi Nhi xuống dưới nhà ngay đây như hào hứng rời khỏi lòng cầu trọng, bước xuống đất. Bàn chân nhỏ vừa chạm nhau nền đất lành lẽo, chẳng hiểu sao lại có một thứ kỳ lạ rơi ra từ trong người Nhi. Giật kỳ lạ đó nhanh chóng lọt vào mắt cầu trọng. Cậu cuối người nhặt lên xem thử thì phát hiện đó là một lá bùa. Cậu lập tức quay sang phía Nhi. Nhi, lá bùa này là thế nào đây? Cậu trọng đã đi nhiều nơi Gặp qua nhiều loại người cũng như đủ hiểu Bản thân đang cầm trên tay là gì Từ hình dáng cho đến những nét vẽ Nguệt ngoạc kia Cậu liền đoán ra được Đó chính là một lá bùa Có điều cậu chưa nhìn thấy lá bùa này bao giờ Nên không biết chính xác tên Quan trọng hơn Bất chính là việc lá bùa Rơi ra từ người của nhì xuống đất Chắc chắn nhì có liên quan tới nó nhị ngờ ngát Nhìn lá bùa trên tay cậu trọng Một lúc rồi mỉm cười vui vẻ cái này là của nhi đó nhi làm rơi cậu trả cho nhi đi tôi sẽ trả cho em nhưng em phải cho tôi biết em lấy nó ở đâu cái này nhi được tú bà cho lúc theo cậu về phủ đó tú bà nói lúc nào cũng phải mang theo bên người thì mới an toàn cậu chồng quan sát lá bùa một lần nữa ngài nhi nói có vẻ như đây là lá bùa bình an Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hoài nghi vì muốn chắc chắn thêm cậu liền tìm cách để Nhi tự nguyện cho cậu mượn lá bùa đó. Nhi, em để tôi cầm lá bùa một vài hôm có được không? Không được đâu. Tú bà dặn Nhi rồi lúc nào cũng phải mang theo nếu không sẽ gặp xui xẻo đó. Cậu trả cho Nhi đi. Ngày kia lên huyện rồi Nhi bảo Tú bà cho cậu một cái. Tuy Nhi ngốc nhưng đổi lại rất biết nghe. Mỗi khi đã căng dặn Nhi chuyện gì Thì dù có ra sao Nhi cũng không dám trái lại Cậu trọng bỗng nhiên rơi vào thế bí Cậu vẫn muốn kiểm tra lại lá bùa cho an toàn Nếu là lá bùa bình an Thì không sao Nhưng nếu là lá bùa khác Thì họa lớn Nhi ngốc như thế Lỡ bị người ta lừa Thì biết phải làm sao Bàn tay nhỏ bé Vẫn xòe ra trước mặt Ngụ ý muốn lấy lại lá bùa cậu trọng lưỡng lừa không đưa cho nhi rồi cậu suy nghĩ một lúc trong đầu bóng nảy ra một cách khẽ hò lên một tiếng ra hiệu cậu cố tình hạ thấp giọng hệt như đang đe dọa nhi nhi có biết lá bùa này có ý nghĩa gì không thì để tránh gặp xui xẻo ạ à? không phải nếu như mang theo bùa bên mình sẽ gặp những thứ không tốt thứ không tốt là thứ gì vậy ạ à? chẳng hạn như tiếng động trên gác mái cầu trọng vừa dứt lời nhi liền thấy lạnh hết cả sóng lưng cô bớt giác đưa tay lên ôm lấy mình đôi vai gầy run lên nhẹ nhẹ rõ ràng ngoài trời đang nóng chan chan mà nhi vẫn thấy lạnh như thế nhi đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt hệt như đang kiểm tra rồi lại nhìn lá bùa trên tay cầu trọng gương mặt nhi lộ rõ vẻ sợ hãi đôi môi Khẽ khẽ mấp máy dài câu. Cái này đáng sợ như thế sao hả cậu? Phải, rất đáng sợ. Nếu té thì như cho cậu đó, như không cần nữa đâu. Thế rồi, Nhi quay người lại, rời khỏi phòng trong chốc lát. Cậu trọng nhìn theo bóng dáng Nhi quất dần sau cánh cửa, không chịu được mà bật cười thành tiếng, không ngờ Nhi dễ bị lừa đến như thế. Chỉ với dài câu đơn giản Đã dọa được cô Đêm qua Nhi nói nghe thấy tiếng động lạ trên các mái Nên muốn giữ cậu lại bên cạnh Khi nãy cậu trọng bất ngờ nhớ ra liền diện cớ để lừa Nhi lấy bùa Chính cậu cũng không nghĩ cách này lại hiệu quả đến thế Nhìn lá bùa trên tay Cậu trọng suy tư một lúc Rồi cẩn thận cất vào túi Để dịp thích hợp đem ra kiểm tra Rời khỏi phòng cầu trọng như chạy thục mạng xuống dưới nhà không chỉ vì cô sợ muộn giờ nấu cơm trưa mà cô còn muốn tránh xa lá bùa khi nãy lúc từ biệt tú bà nhất quyết ép nhi mang theo lá bùa rồi nó sẽ đem lại may mắn nhưng mà cậu chồng bảo chính lá bùa sẽ khiến nhi nghe thấy mấy tiếng động lạ nhi cho rằng bấy lâu này đã bị tú bà lừa nên nhi sợ chẳng dám mang theo bên mình nữa xuống nhà bếp nhị đưa mắt nhìn xung quanh một lượt gian phòng nhỏ thiếu bóng người chẳng biết mọi người đã đi đâu mà để một cái nồi còn đang sôi sụp trên bếp không ai canh nhị tiến đến chỗ bếp cẩn thận kiểm tra đồ ăn bên trong rồi cho nhỏ lửa bình thường giờ này bọn hầu trong phủ tập trung ở đây để chuẩn bị cơm nước dâng lên nhà trên thế mà hôm nay lại vắng vẻ như thể chưa từng có ai như không nghĩ ngợi nhiều mà bắt tay vào công việc hàng ngày của mình cho dù không có ai thì cô vẫn phải làm nếu không sẽ bị quở trách nhị bề mấy thứ đồ lặt vặt để gọn gàng sang một bên rồi nhặt rau chuẩn bị nấu nước, loay hoay một hồi mãi mới xong nhớ đến nồi cháo khi nãy như vội vàng kiểm tra thử thấy cháo đã chín độ vừa ăn như liền tắt bếp rồi nhanh chóng múc cháo ra để tiện bày biện trên mâm. Vì khay cháo khá lớn nên Nhi bê vô cùng cẩn thận từng chút từng chút một. Ngay khi dự định đặt nồi cháo xuống đất, bất ngờ một giọng nói gian lên. Mày làm cái trò gì thế? Âm thanh đột ngột truyền đến khiến Nhi giật mình không cẩn thận làm rơi cái bát cháo xuống dưới đất. Một tiếng choảng phát ra khá lớn, những mảnh vỡ loãng xoảng trên nền cháo trong bát bắn ra tứ tung cũng may nhi không bị phỏng huệ nhìn cảnh tượng trước mắt liền nhân cơ hội làm khó nhi à bước thật nhanh đến chỗ nhi đứng lớn tiếng quát cái còn ngu ngốc mày có biết đây là cháo hạt sen bà chủ nấu không hả mày làm đổ hết thế này lát nữa lấy gì mang lên nhi nhi không cố ý làm rơi trong nồi vẫn còn cháu lát nữa nhi sẽ múc lại cái loại mày không làm ăn được gì cả Đồ vô tích sự Bị Huệ mắng như tát nước vào mặt Nhi chỉ biết im lặng Không phản kháng Mặc cho thân phận của Nhi cao hơn ả Dù thân phận Nhi cao hơn Nhưng mà trong cái phủ này Chẳng có đứa hầu nào Coi Nhi là mờ cả Bọn nó hùa nhau bắt nạt ức hiếp Nhi vào Huệ cũng không ngoại lệ May mắn Nhi chỉ làm dở một cái bát nếu làm rơi cả nồi có khi Bây giờ đã bị đánh chục roi rồi cũng nên Tâm trạng của Huệ đang không được tốt Bỗng nhiên có người để trút hết bực nhọc Nên ả hăng say mắng chửi nhi Cái giọng chanh chua của ả Không ngừng phát ra những lời thô tục Khiếm nhã Thế nhưng Huệ nói được dăm ba câu Thì dừng lại Sắc mặt ả dần trở nên khó coi Đôi lông mày khẽ câu lại Huệ tiến gần đến chỗ nhi Không nói không rằng Dạch cổ áo nhi xuống một cách đột ngột như vậy hành động ấy mà hoảng hốt và dội dàng kéo áo huệ làm gì vậy bỏ áo nhi ra nhi càng ra sức kéo lại áo huệ lại càng giữ chặt thêm Ả à, không quan tâm đến những gì nhi nói mà chỉ để mắt vào vết thâm tím trên cổ thoáng nhìn qua tưởng là vết bầm do da chạm nhưng huệ biết rõ đây không phải là vết bầm bình thường ả à, siết chặt tay, trừng mắt, gằn giọng hỏi: Tại sao? Tại sao trên cổ mày lại có vết bầm tím? Nhi bất giác đưa tay lên cổ kiểm tra, vừa chạm vào chủ huệ nói, Nhi liền nhớ ra nguyên nhân xuất hiện vết bầm. Nghĩ rồi, Nhi nhanh nhậu đáp lại, mà không ngần ngại, bởi Nhi nghĩ không trả lời mới bị ăn đánh, còn trả lời rồi thì không có lý do để huệ giận nữa cậu, do cậu làm, đêm qua cậu cắn nhi. Mày Mày nói cái gì? Nhi bảo tại cậu cắn nên nhi mới có vết bầm này đó, cậu cắn đau lắm mà đêm nào cậu cũng làm như vậy hết. Đêm, đêm nào cậu cũng làm sao? Dạ. Dường như Nhi không hiểu được những lời bản thân mình vừa nói khiến Huệ tức giận đến phát điên suy nghĩ trong nhi rất đơn giản thấy sao thì nói vậy chứ chẳng có nghĩ cung kích hay là khích điệu ai còn huệ vừa nghe xong những lời nhi nói cơn thịnh nộ lại xuất hiện kể từ ngày cậu trọng đưa nhi về huệ không còn được gọi đến để hầu hạ cậu mỗi đêm huệ luôn nghĩ cậu trọng bận việc của cửa hàng nên mới không có thời gian nghĩ đến mấy thứ khác không ngờ ả không được cậu quan tâm như trước là do sự xuất hiện của Nhi. Lại thêm việc sáng nay Á bị cầu chấn chỉnh vì Nhi trong lòng càng thêm tức giận. Huệ trực tiếp bước tới, giật thật mạnh tóc của Nhi ngược về phía sau. Cô ta quát lớn. Còn hồ lý tinh, ai cho phép mày quyến rũ cậu hả? Nhi đào đớn cố giữ lại mái tóc trên đỉnh đầu, khẩn khoảng cầu xin. Nhi, Nhi không có làm gì hết, là cậu tự tìm đến Nhi mà. Huệ bỏ tay ra đi, gì đau quá. Không lý nào lại như thế, cậu vốn không hề thích mày. Bây giờ chủ động tìm đến, chắc chắn mày đã bỏ bùa cậu đúng không? Nhi không có, đau quá, Nhi đau lắm. Còn hồ lý tinh, mà vẫn còn già mồm, hôm nay tao đánh cho mày chưa? Dứt lời, Huệ buông Nhi ra rồi thẳng tay dán xuống mặt Nhi, một cái bạc tay đau điếng. Kẻ tác ấy khiến nhị ngáo quỵ xuống đất, trên mặt còn in hằn nằm dấu ngón tay. Vâng kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Phần gái lầu xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và chương trình phát sóng audio truyện của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.